Hùng lên xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần vào ngày thứ sáu. Chúng ta kết thúc một tuần giao dịch và chúng ta sẽ có một bản tin và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có ba cái nội dung chính. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục các mã cổ phiếu khá là cơ bản. Thì tuần này thì cũng sẽ dành thời gian để phân tích theo đề xuất của các anh chị thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta đề xuất là phân tích một số các mã cổ phiếu penny và đồng thời thì cũng sẽ nhấn mạnh một số cái mã cổ phiếu khác ví dụ như C2, CCL, DABACO VPK, SMC và ADS. Đấy là những mã cổ phiếu đã phân tích cho các anh chị trong phần đầu bản tin tuần vừa qua Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích cổ phiếu ngành điện à, ngành Viettel bất động sản khu công nghiệp thì đối với bất động sản khu công nghiệp tuần này thì cũng sẽ phân tích thêm cho các anh chị mã của hai mã cổ phiếu vc 2 và sgs ờ, nhóm ngành xe lắp thì chúng ta vẫn tương tự như vậy thôi chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu khá là quen thuộc ờ, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành thép nhóm ngành vật liệu đầu tư công và nhóm ngành đầu tư công ờ, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán À, còn thời gian thì phân tích nhóm banh còn nếu không thì ông chỉ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán tại vì ở trong cái thời điểm hiện tại thì cũng thấy rằng là nhóm banh thì chúng ta cũng đang có những cái tín hiệu chủ đạo là uh, kết phiên chỉnh nền sideways đi ngang nên là nó không có bất kể một cái tín hiệu nào mà nó mạnh mẽ ngoại trừ một số các mã cổ phiếu mà cũng đã có phân tích định hướng chiến lược trong bản tin tuần thì các anh chị lưu ý chúng ta có thể xem lại uh, và tất cả các cái phân tích trên video thì nó mang quan điểm cá nhân của ông lê vì vậy các anh chị uh, sẽ cân nhắc trước khi mà chúng ta xem các video Uh, đây là những cái thông tin tham khảo và các anh chị có thể xem và từ đó thì chúng ta sẽ đúc rút lại được những cái hay những cái lời hay ý tốt những cái quan điểm phù hợp với cái cá nhân của mình và từ đó thì chúng ta sẽ mang về để chúng ta uh, đưa vào trong các cái quyết định đầu tư và Kim Chỉ Nam cho tất cả mọi cái phân tích ở trên nhóm và trên các cái bản tin tuần thì mục đích duy nhất cuối cùng đó là cùng đồng hành với tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc làm sao để chúng ta đứng vững đứng thành công và đi được bền đi được dài ở trên cái con đường rất là khốc liệt này anh chị lưu ý là như vậy ok thì đối với tuần này thì chúng ta sẽ đảo cái đầu tiên là c2 thì sẽ là cái mã cổ phiếu này c2 thì cũng sẽ phân tích vào trong cái danh mục đầu tư công thì đối với C2 tại cái thời điểm mà các anh chị có thể xem ở đây trên cái dòng thời gian của bản tin tuần thì ở khoảng tầm ngày mùng 4 tháng 5, tức là vào đầu ngày tháng 5 thì Hùng đã nhìn thấy C2 đã bắt đầu bước vào một cái phân kỳ tăng và các anh chị có thể bắt đầu thu gom ở vùng 13.5 đến vùng 14. Và sau đó đến ngày 15 tháng 5 và cách đây 4 ngày cách đây 4 ngày thì là cái thời điểm mà rất là nhạy cảm của cổ phiếu C2 đó là C2 đang công ở uh, dự công cái vùng 15.3, 15.5 đây là vùng cản tương đối mạnh và các cái tài khoản đang cầm thì chúng ta sẽ uh, chủ động chúng ta ăn ở vùng 15.1 đến 15.3 và cố gắng gom uh, đủ cái hàng ở dưới vùng 15.5 và sau cái khuyến nghị này thì uh, C2 tăng kịch trần ở trong cái phiên giao dịch của uh, của cái ngày cách đây 4 ngày này như là ngày thứ hai ngày 22 tháng 5 đúng rồi tức là bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày thứ hai lúc đó khoảng 9 giờ 46 phút các anh chị có thể xem lại lịch sử thì uh, trên cái nhóm không chat thì Hùng giới thiệu thêm một tí nữa đây là tất cả những cái tài khoản bóng lẽ đang quản lý tại công ty cổ phần chứng khoán VPS thì uh, chúng ta sẽ được uh, thừa hưởng tất cả những cái giá trị phân tích uh, trực tuyến tại những cái thời điểm mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật đó thì cách đây 4 ngày tức là vào ngày thứ hai thì c hai bắt đầu có tín hiệu và tại cái thời điểm đó thì C2 nó nằm ở dưới vùng 15.5 thì bắt ngay lập tức đồng đã bắt luôn. Đó và các anh chị nhìn thấy đây trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì kết phiên nó tăng kịch trần và kể từ đó thì C2 đã bắt đầu có một cái sự phục hồi rất là tốt. Và từ ngày mùng 10 tháng 5 thì Hùng đã bắt đầu phân tích những cái tín hiệu kỹ thuật của á à, cổ phiếu C2 ở tại những cái vùng quanh vùng 14 14.5 ở đây. Đấy là những cái thời điểm của các anh chị thu gom và đến thời điểm này thì C2 đã rất là đẹp rồi. Và khi rất là đẹp rồi thì à, những cái tài khoản trong team của ông Lê thì họ đã có những cái vị thế rất là tốt rồi. À, so với những anh chị em mà bây giờ mới ôi rồi ơi giờ mới mua như vậy thì chúng ta đã chậm chậm đi rất rất nhiều các anh chị chậm đi rất là nhiều tín hiệu xe hiện tại đang rất là tốt và như vậy với cái tín hiệu kỹ thuật này thì ngắn hạn cũng sẽ ngắm lên cái vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 18.7 đến khoảng vùng 19 Ờ à, đối với những cái tài khoản mà chúng ta có thể thu gom thêm thì các anh chị có thể canh ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới có giá ở khoảng quanh vùng 17 thì các anh chị có thể thu gom thêm được ở cổ phiếu CCL cũng là một mã cổ phiếu rất là hay và được cùng bắt đầu khuyến nghị phân tích ở thời điểm hiện tại thì CCL đã bắt đầu ở hình này một cái trang kỹ thuật rất là tốt. Uh, trong tuần vừa qua thì CGL đã có một phiên ngày thứ hai thì nó đẩy tăng kịch trần và sau đó thì nó có một cái điểm test lại ở quanh vùng 6.8 đóng cửa ở quanh vùng 7.1 Như vậy là hiện tại thì xét về mặt xu hướng là cổ phiếu này đã break cái cản 7.1 ở đây uh, Với tinh thần như hiện tại ấy, thì không biết là tuần tới nó có test về vùng 6.8 hay không Thì nói chung là team cũng đang gom và bản thân thì hùng lệ cũng đang gom thêm cổ phiếu này Mục tiêu ở đây thì chúng ta sẽ ngắm về vùng cản 8.5, uh, 8 đó là cái cản tiếp theo mà CCL cần phải vượt qua và khi vượt qua cản 8.5 thành công thì khả năng nó sẽ vượt, nó sẽ có một cái điểm nhả cung lại trước khi mà cái hành trình nó công về 10. Uh, xét về yếu tố tạo lập thì CCL là một mã cổ phiếu ở trên trạc tuần đây, các anh chị nhìn thấy đây, một cái tạo lập của nó rất là hay nên là các anh chị lưu ý. Cổ phiếu tiếp theo mà đã phân tích cho các anh chị đó là mã cổ phiếu VPG thì VPG các anh chị cũng nhìn thấy đây trên trạc cái thuật tuần thì khi VPG mà vào trang kỹ thuật thì nó cũng đánh rất là tương và thời điểm hiện tại trong tuần vừa qua thì VPG đã có những cái điểm gom 13-13.5 và phiên kết tuần thì VPG tăng kịch trần với lực tăng lớn nhất như vậy với cái đà tăng như này thì cũng sẽ kỳ vọng VPG sẽ tiếp tục cán lại vùng kỹ thuật ở đây là vùng 16.5 đến vùng 17 và sau đó nó sẽ chỉnh cung ở ờ, cái điểm chỉnh cung này thì nếu đẹp nếu đẹp thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 15 và sau đó sau đó nó tiếp tục tích lũy và nó kéo tiếp thì cái điểm chỉnh quanh 15 này sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ tiếp tục thu gom tiếp theo mã tiếp theo đó là mã cổ phiếu ADS À, cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất là hay về tính tạo lập thì rất là tuyệt vời và đến thời điểm hiện tại thì cũng, cũng đang nhìn thấy được là những cái yếu tố uh, kỹ thuật của cổ phiếu đang có xu hướng tốt lên và nếu không nhầm thì trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích ở vùng 13.6 đó là vùng chỉnh cung để cho các anh chị em có thể uh, chúng ta có thể canh để chúng ta thu gom được thêm một ít ở cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở 13.6 hiện tại thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng cả kỹ thuật 15.5 đến khoảng quanh vùng 16 cổ phiếu uh, Dabaco, Dabaco cũng rất là hay, Dabaco cũng đã được phân tích khuyến nghị đầu tư. Và đến thời điểm hiện tại thì gần như những anh chị em mà không được tiếp cận thì chúng ta đã thấy rằng là Dabaco đã chạy một cái nhịp rất là dài. Nhưng với uh, những cái tài khoản mà chúng ta được tiếp cận những cái phân tích uh, của cá nhân Hùng Lê. Đó thì uh, hình như là đây, uh, từ ngày 12 tháng 5 đưa vào tầm ngắm chiến lược và đến ngày uh, À, lúc đó thì Dabaco cũng mới chỉ ở khoảng quanh vùng 10-16 thôi Và bắt đầu thì à, kể từ đó thì Dabaco đã bắt đầu có một cái hành trình tăng Đây chính là cái thời điểm này Và Dabaco bắt đầu có một cái hành trình tăng à, khá là đẹp à, Trong tuần này thì Dabaco đã tiệm cận lại vùng cản 19.5 Và nó đang hình thành được một cái vùng tích lũy Ở hỗ trợ trong ngắn hạn là 18.3-18.5 Với tín hiệu này thì chúng sẽ kỳ vọng tuần tới Dabaco sẽ đánh ở quanh cái vùng này Và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên cái vùng cản 21.5 đến khoảng quanh vùng 22. Cổ phiếu SMC cũng là một mã cổ phiếu rất là hay. Các anh chị nhìn ở đây, nếu nhìn chúng ta xét ở trên cái tính tạo lập tuần của SMC các anh chị, đó thì khi nó đánh thì nó đánh một cái trend rất là hay nó đánh từ vùng 7.6 mà lên đến tận vùng 45 và sau đó thì nó gì nó xả và những cái tài khoản mà gọi là ham vui ở đây thì chắc chắn là bị đứt xác luôn nhưng đến thời điểm hiện tại thì ông đã nhìn thấy được những cái dấu hiệu mà chúng ta bắt đầu khởi khởi nguồn một cái chân sóng và đó là những cái chân sóng tăng sẽ rất là tốt và chính vậy nên SMC cũng là một mã cổ phiếu được lựa chọn ở trong phân tích đầu tư và khuyến nghị của team Hùng Lê À, trong tuần vừa qua thì uh, cái vùng GOM á, là vùng đã có phân tích ở đây quanh vùng 11.7 đến khoảng vùng 12 và trong tuần thì nó đã xích soát có những vùng 12.2 ở đây. À, cực kỳ là hay và cái nền kết tuần thì nó cũng đóng cửa được ở cao nhất. Mặc dù nó không tăng kịch trần nhưng với cái cách đi như này thì FMC cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ là ok. Đúng không anh chị? Rồi, đấy là những cái mã cổ phiếu uh, tương đối là hợp cu với những cái quan điểm phân tích của cá nhân Hùng Lê. Thì cũng đã có phân tích và bây giờ sẽ phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu PEN. Thì nhịp này thì cũng thấy PEN cũng khá là ok, đó MBG, MBG thì các anh chị kiên nhẫn một tí thôi à, Tại vì hiện tại thì MBG cũng bắt đầu hình thành một cái sóng tăng ở đây và nó bắt đầu kéo từ vùng 4 Và hiện tại vùng 6 tức là nó chạy được khoảng tầm độ 25% rồi à, Trong 2 tuần gần đây vùng 5.4, vùng 5.5 đang là hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt Và nhịp này thì cũng đang hướng cái hướng target kỹ thuật về vùng 6.6 đến khoảng vùng 7 cổ phiếu MST MST thì nói là đầu cơ thôi nhưng cái tính cơ bản của cổ phiếu MST này cực kỳ tốt các anh chị có thể xem lại các cái vùng gom kỹ thuật thì đã phân tích rồi ở khoảng quanh vùng 4 đến khoảng vùng 4.2 tuần này thì tiếp tục có vùng gom ở 4.5 đến vùng 4.6 mục tiêu ở trong nhịp này thì MST sẽ đánh về khoảng quanh vùng 5.8 đến khoảng vùng 6 và khi đánh về vùng này sau đó thì nó sẽ gì nó sẽ có một nhịp chỉnh cung ở đây và căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật chỉnh cung ở đây thì cũng sẽ tiếp tục để phân tích thêm Mã cổ phiếu tiếp theo đó là HSS thì đối với HSS là một mã cổ phiếu pen và nó cực kỳ là 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 là, là hùng lê cực kỳ yêu thích và gần như trong những, các cái nhịp đánh thì gần như không thể thiếu nó. Và hiện tại thì nó cũng đã bắt đầu đi từ được từ vùng 4 và bắt đầu tiệm cận về vùng 5. Như vậy đây cái vùng 5, vùng 4.75, vùng 5 đây đang là kháng cự thì khả năng nó sẽ tuần tới nó sẽ kéo một hai nhịp về đây. Sau đó thì nó sẽ có một nhịp chỉnh cung và với những cái tài khoản mà chúng ta có thể chốt bớt ở trên cái vùng kháng cự 5 cộng thì chúng ta có thể canh ở vùng 4.5 4.6 4.7 để chúng ta uh, tiếp tục thu gom thêm và HSS thì chúng ta nhịp này chúng ta cũng có thể đánh dài được rồi. Uh, SAM cũng là một mã cổ phiếu rất là hay. Đó, trên cái tính tạo lập tuần của các anh chị nhìn thấy đây, nó cũng đánh từ vùng 8 mà lên đến tận vùng 26. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang nhận diện thấy được cái sự tích lũy tạo nền và những cái yếu tố đầu cơ của phiếu bắt đầu có cái sự xuất hiện. Chính vậy nên là vùng 6.4, 6.6 đã được phân tích khuyến nghị đầu tư. Và có thể gom thêm một quanh vùng 6.7, nhịp này thì chúng ta sẽ ngắm ở khoảng quanh 7.5, 7.8 đến vùng 8. Tạm thời như vậy và khi mà break được những cái vùng cản đó thì cũng sẽ tiếp tục phân tích. Ờ, cổ phiếu TTF cũng là một mã cổ phiếu rất là hay, tính đầu cơ khá là tốt và đến thời điểm hiện tại thì TTF cũng đang xây một cái nền tương đối là dài và sau một cái nền xây tương đối dài đó 4.2 4.6 thì cũng bắt đầu nhận diện thấy có những cái tín hiệu kỹ thuật mà TTF bắt đầu thoát lên tức là nó bắt đầu thoát cái vùng cản kỹ thuật 4.6 đây thì hiện tại là sau một cái nhịp mà nó đang kéo lên thì như vậy là TTF đang có cái sự điều chỉnh lại và các anh chị có thể gom ở quanh vùng 47 46 và mục tiêu ở đây thì vẫn đặt ở đây đó là 42 44 46 đây nếu như cổ phiếu chỉnh cung về đây thì đấy cũng sẽ là những cái vùng gom cực kỳ hợp lý uh, OGC <laughs> OGC cũng là một mã cổ phiếu rất hay. Trong tuần trước thì OGC chạm vùng 9.4, 9.5, đây là vùng cản kỹ thuật. Đây là vùng cản kỹ thuật, các anh chị lưu ý. Và khi chạm vùng cản kỹ thuật thì các anh chị sẽ canh bán. Đồng thời, nó có một cái vùng gom kỹ thuật ở đây, quanh vùng 7.6 đến vùng 8, đây là vùng gom kỹ thuật, các anh chị. Đây là hỗ trợ, thì các vùng này các anh chị có thể canh gom. Ở ờ, trong tuần vừa qua nó đã chỉnh cung vùng 8385 cực đẹp với tín hiệu kết tuần như này thì khả năng tuần tới OGC lại tiếp tục đánh về cái vùng cản 9.4.5. Và trong cái nhịp này thì cái cái xu hướng về nhìn về mặt xu hướng tổng quan thì OGC khả năng sẽ cán lên vùng target 11.5 đến vùng 12. Đây là vùng giá mà khả năng tạo lập sẽ hướng đến chứ nó không hướng đến những cái cái, cái, cái giá thấp thấp như thế này đâu. Đó, những cái giá thấp thấp dưới đấy chính là những cái những cái, cái, cái giai đoạn mà tạo lập họ Họ rũ nhà đầu tư thôi Và chúng ta sẽ căn những cái nhịp đó để chúng ta à, ra vào cho nó hợp lý LIG các anh chị cũng nhìn thấy đây LIG cũng đã có một cái hành trình à, trong quá khứ Tức là đội tạo lập nó cực kỳ tốt Và chính vậy nên là chúng ta cũng sẽ bắt đầu một cái hành trình mới của LIG Sau một cái giai đoạn nó tích lũy ở vùng 3.5, 3.8 Tương đối đẹp và hiện tại đây tuần vừa qua <laughs> à, Chúng ta tiếp tục có điểm mua 4.3, 4.5 Đây LIG Tức là tất cả những cái phân tích này của Hùng thì nó đều có ở trên nhóm. Bây giờ chúng ta sẽ hạn chế để chúng ta tìm bởi vì tìm như thế nó sẽ rất là lâu. Cách đây 4 ngày thì uh, bắt đầu chúng ta đấy, ở uh, quanh vùng 4.5. đó là vùng gom hợp lý của các anh chị. Uh, chúng ta cứ túc tắc. chúng ta thu gom. Đó, thì đây nó là nó sẽ chứa đựng hết tất cả những cái thông tin. Đó, tất cả những cái thông tin, những cái phân tích uh, rất là chi tiết. Đó, rất là chi tiết cho các anh chị, chúng ta có thể tra cứu lại. Rất là hay. Uh, cái thằng Zalo nó hay hơn cái thằng, uh, thằng 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 gì nhỉ? nên là vẫn dùng Zalo nó vẫn thích hơn. Bởi Zalo nó có những cái tính năng tương đối là hay. À, thì từ vùng ở đây, à, từ vùng năm thì như vậy tuần này thì LG lại tiếp tục bắt đầu công lại vùng 5 và kỳ vọng ở nhịp này thì nó sẽ công vùng 55 năm, à, vùng 5 năm Và sau khi công đến vùng đó thành công và break được cản thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Cổ phiếu EVG, EVG cũng cách đây bốn à, 4 ngày thì cũng đã có phân tích ở một cái điểm quanh vùng 4.75. À không phải, xin lỗi. 4 chấm mấy? AVG là một cái mã cổ phiếu nó cũng đầu cơ. Nó cũng là tính đầu cơ quanh 4.7 4.75. À đúng rồi, 4.4 4.75. Đó, thì uh, sau cái điểm mua đó, sau cái điểm mua của ngày đây này, hình như đây sau đó thì nó tăng kịch trần luôn. Và uh, đến thời điểm hiện tại thì nó đang đóng ở mức 5.75. Uh, EVG nó đánh cực kỳ tốt và đối với EVG nó cũng đánh những cái trận đánh rất là lớn chứ nó không đánh những cái nhịp ngắn như thế này đâu ngắn hạn thì khả năng là nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 6 đến 6.2 sau đó sẽ chỉnh cung và căn cứ cái tín hiệu chỉnh cung đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích đây EVG đánh từ vùng 2 mà lên đến tận vùng 16 à 18 thì lúc đó nó mới nó mới đổ các anh chị nên là nhịp này nó đang là nhịp đánh nháp thôi sau đó nó rũ một nhịp và khả năng cái nhịp kéo sóng 3 này này sẽ là một cái sóng sóng 1 cũng là sóng khỏe Sóng sóng chỉnh 2 và cái sóng chỉnh 3, sóng 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 tăng 3 này sẽ là một sóng tăng cực kỳ khỏe của cổ phiếu các cái mã cổ phiếu đầu cơ. <laughs> Đó thì chúng ta sẽ lưu ý. Ở đây chỉ đang là những cái sóng sóng dạo thôi. Ok thì đấy là những cái mã cổ phiếu penny tốt nhất à, theo quan điểm kỹ thuật cùng Lê thì cũng đã có phân tích để cho các anh chị em của chúng ta gọi là tham khảo đúng không ạ? Rồi. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích sang nhóm ngành điện. Uh, PC1 PC1 ở đây các anh chị trong ngắn hạn thì các anh chị lưu ý này chúng ta đang cầm PC1 chúng ta lưu ý đó là gì ở uh, vùng cản 30 thì các anh chị có thể canh chốt bớt và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 27.5 vùng 28 thì có thể canh để chúng ta thu gom thêm uh, cổ phiếu GEG như vậy trong tuần vừa qua thì GEG đã có một điểm chỉnh cung về quanh vùng 16 uh, và từ điểm chỉnh cung này thì nó vút lên uh, hơi tiếc một tí là hôm nay thì GEG không đóng cửa được ở vùng cao nhất Uh, tuy nhiên lực cầu thì vẫn duy trì khá là tốt khoảng 3,5 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng GEG sẽ tiếp tục công kháng cự 17 ờ, uh, break được 17 thì ngắm lên vùng 18 còn nếu không nó không vượt thoát được thì khả năng là nó lại quay về đây thôi ở các cái vùng hỗ trợ ở đây các anh chị gom gách ngày hôm nay có một phiên đánh gọi là lực cầu lực cầu đột biến ở 31 triệu lực cầu của gách ngày hôm nay đánh rất là đột biến còn đối với GC thì ngày hôm nay gần như nó cũng đã hoàn thành cái target vùng 15.2, như vậy là đã chính thức hoàn thành cái điểm gọi cái tiêu điểm của gách đó là vùng 15 15.2. Và trong tuần thì cách cũng có một cái điểm test nhẹ lại quanh vùng 14, không đáng kể ở đây. Nhìn chung nó giữ được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 13.7 là cực đẹp rồi. À, với tín hiệu này, với tín hiệu này là tín hiệu bất thường, chính vậy nên là chúng ta sẽ cần phải đánh giá sau cái tín hiệu bất thường đó thì cổ phiếu nó có bình thường không. Thì nếu như bình thường á thì nó sẽ giữ lại được khoảng vùng 14.7 các anh chị lưu ý như vậy, 14.7 sẽ là vùng mà uh, cổ phiếu gách sẽ quay trở lại test cung Tức là sau khi mà nó công cái kháng cự uh, 15.2 thì nó sẽ tỉnh cung về đây và tích lũy thành công Thì khi đó uh, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định, uh, khi đó thì cũng sẽ tiếp tục nâng cái target của nó lên khoảng quanh vùng 16.5 đến vùng 7 uh, POV kép trong tuần thì nhìn chung là POV đã có một điểm uh, gọi là điểm long để nó công cái kháng cự 14 Tuy nhiên tín hiệu công này chưa thành vùng 13.7 đến vùng 14 khả năng tuần tới thì cổ phiếu sẽ tiếp tục uh, có những cái điểm test nhẹ lại đây và sau đó lại công tiếp bởi vì tín hiệu ngành điện hiện tại đang tương đối là ok và tín hiệu đường MACD của cổ phiếu POVK cũng đang khá là đẹp cổ phiếu TV2 <laughs> TV2 chúng ta cũng đang được khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại thì như vậy tuần này thì TV2 gần như đã đạt mắc target 31 trên 31 và khả năng ở đây là vùng cản kỹ thuật nên cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian và khả năng phiên ngày thứ hai thứ ba tuần tới thì nó sẽ có gì Nó có có sự rung lắc và nó sẽ chỉnh cung. Và căn cứ tín hiệu chỉnh cung nếu như mà TV2 mà chỉnh cung ở vùng 28.5 đến vùng 29 không gãy các anh chị nhà không gãy ở vùng này. Thì như vậy là TV2 sẽ tiếp tục uh, mở trend kỹ thuật và uh, trong lịch sử uh, tạo lập của cổ phiếu TV2 thì TV2 cũng đã từng có những cái trend đánh. Đây các anh chị, nó đánh từ vùng 20 mà lên tận vùng 45 như vậy là 100%. Thì ở đây cũng là từ vùng 20 À các anh chị nhé, đây cũng là từ vùng 20 là điểm xuất phát Vậy thì có chăng sau khi mà nó break được cái cản 30 ở đây á Thì nó sẽ đi về, đó, nó sẽ đi về vùng cứ từ từ các anh chị TV2 đang đẹp lắm Và chắc chắn là khả năng là sẽ đi về vùng 36 này đó, 36 xong nó sẽ đi về vùng khoảng quanh vùng 45 Tức là nếu đi được lên đến vùng 45 là mắc target Tức là không còn gì để gọi là chê, chê trách đúng không ạ vậy thì đây đang là những ý đồ kỹ thuật rất là hay của TV2 chúng ta chú ý bám sát và đối với TV2 đây TV2 các anh chị có thể xem lại ví dụ như vậy đó ngày 13 tháng 4 là ngày mà bắt đầu được uh, được phân tích lên đó để mà 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 mua 13 tháng 4 đây nhóm cổ phiếu điện TV2 ngắm nhịp này đó và vùng các thứ ở đấy chúng ta mua bán hoàn toàn có hết và tất cả những cái mã cổ phiếu điện được phân tích cập nhật từ số 1 đến số 4 và số 5 cực kỳ chi tiết luôn và chúng ta chỉ cần đọc thôi đọc của chúng ta đã hiểu tương đối được một cái phần nào đấy những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu Uh, BCG BCG cũng rất là đẹp BCG hiện tại team vùng lên đang cầm Và tuần này thì đẹp rồi Tức là tuần này nó đã đánh thủng vùng 9.1 Kỳ vọng tuần tới Ở vùng 8.9 đến vùng 9.1 Tiếp tục tích lũy uh, Khả năng nhịp này thì cũng sẽ ngắm Về vùng cản của BCG lên vùng 10 Và lịch sử tạo lập của BCG cũng cực kỳ tốt Nói chung là nó sẽ ngập ngừng Lên đến vùng 10 thì nó sẽ ngập ngừng đi một cái giai đoạn Và sau đó các anh chị Cái sóng sóng đằng sau này này Cái sóng đằng sau này mới là sóng sóng khủng hoảng của BCG nó cũng đang đang kỳ vọng như vậy Đấy, đánh lên 10 nhập nhập dừng nhập dừng tí đây thì cũng sẽ uh, khuyến nghị các cái tài khoản mà chúng ta sẽ tăng vị thế nếu như là tốt và sau đó thì tôi đã đón cái xu hướng là sau uh, nhóm ngành tiếp theo chúng ta phân tích nhóm ngành Việt theo VGI tuần này thì VGI bắt đầu có tín hiệu tương đối lạc quan rồi đó sau những cái điểm gom thêm ở vùng 21.5 21.7 đúng không và những cái điểm gom ở đây vùng 20.7 vùng 21 đúng không ạ thì chúng ta bắt đầu uh, hướng đến cái target ở đây là 23.5 đến vùng 24 Vẫn nói vui với mọi người là sao con này nó nặng mông thế Mông nó to hay sao mà nó nặng Nhưng mà khi mà nó nặng mà nó nhấc được lên thì nó lại ngon Đấy nên là nhịp này không biết là có ngon hay không Thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm Nhưng ít nhất là khi va vào cái vùng này Thì có thể chốt bớt Đó và chốt xong mà ví dụ nó lắc về vùng 23 không thủng Thì cái, cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ phân tích ở cái điểm này để chúng ta à như vậy 23 không thùng thì khả năng nó sẽ kéo lên vùng 26 26.5. Như vậy thì chốt ở đây thì ngay lập tức ở đây phải gom thêm. Đó, cách là như vậy. Ờ uh, CTR thì đang gặp uh, phải uh, phải tảng đá nên là nó 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 phải ỏm thôi. Nhưng mà ỏm thế này vẫn là tốt đúng không ạ? Đây, hùng đã phân tích cái vùng chỉnh cung ở đây đó là vùng 71.5 đến vùng 72 đây là target kỹ thuật và về đến đây nó kháng cự mà, kháng cự thì đương nhiên nó phải chỉnh tí và cái chỉnh này cực đẹp luôn. Đó, chỉnh này là về vùng 69 đến khoảng quanh vùng 70 là cực đẹp luôn và về quan điểm ngắn hạn uh, nhóm ngành Viettel đang cực đẹp nên là đã tiếp tục kỳ vọng là ông này ông sẽ kéo lên khoảng vùng 76. Đã ghép tiếp theo của CTR. Uh, nhóm ngành khu bất động sản công nghiệp thì chúng ta sẽ phân tích KBC, KBC rất ngon đúng không? Tuần này nó test nhẹ là một tí ở đây quanh vùng 26 26.5 và như vậy thì khả năng là tuần tới nó sẽ hướng lại vùng cả kỹ thuật 27.5 đến khoảng vùng 28. ITA, cách thức của ITA thì cũng có nói rồi, chúng ta đừng có đua xanh, đấy các anh chị, đó và chúng ta cứ bình tĩnh đó, tuần vừa qua, những cái tuần vừa qua thì chúng ta đã có vùng 4.15 à, tuần này thì tuần tới, khả năng tuần tới thì sẽ có ở khoảng quanh vùng 4.3 đến khoảng vùng 4.4 đây là vùng mà chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tín hiệu, nếu như tích lũy thành công ở trong biên này thì chúng ta sẽ tiếp tục mua ở trong cái biên này, nói chung là cổ phiếu nó không vội vàng gì đâu SSC, SSC cũng uh, tuần này cũng đang tương đối là ổn Nó bắt đầu có một cái diện Nó bắt đầu có một sự phục hồi Và sự phục này thì đánh giá là khá là tốt Phiên ngày hôm nay hơi tiếc nuối một tí Phiên ngày hôm nay mà nó câu lên khoảng trên vùng 35 cộng thì đẹp Tuần tới khả năng nó sẽ test nhẹ ở Quanh vùng 37 xuống vùng 34 Mục tiêu ở đây thì vẫn như vậy thôi 36 đến vùng 37 Đây là vùng giá mục tiêu mà hiện tại thì um, à uh, vẫn chưa có đạt được ở trong cái tuần giao dịch cũ, tuần giao dịch cũ nó lên được vùng 35 năm và sau đó nó chỉnh cung thì tuần này nó sẽ tiếp tục uh, hành trình công lại kháng cự đó. IDC, IDC tín hiệu của IDC tuần này đẹp. IDC đẹp và tuần này thì IDC đã bất được cái cản 40.3 và đây là cái nến test kỹ thuật đầu tiên. Như vậy tuần tới nếu như IDC test được ở trên vùng 40.5, 40.7 đó là một tín hiệu kỹ thuật cực kỳ tuyệt vời. Và khả năng nó sẽ test một vài cây, nó chờ đợi thêm cái lực đánh của dòng tiền. Nhịp này thì khả năng là IDC sẽ hướng lên vùng cản kỹ thuật ở quanh vùng 43. Uh, VGC VGC thì đây, uh, cản kỹ thuật đây các anh chị. Uh, cản va phải cản. Uh, tuần này tiếp tục nó va phải cản 3838.5 thì bản thân cái cây nến ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba đó các anh chị là nó vừa chạm cản trên và nó vừa chạm hỗ trợ dưới. Thì nếu như mà cái phương pháp giao dịch của chúng ta là gì? Có thể VGC là mã cổ phiếu xác định chúng ta cầm dài. Thì vùng cản này chúng ta bán và vùng này thì chúng ta đặt mua. Uh, cái cách thức là như vậy và chúng ta mua điểm này thì bây giờ là lãi rồi, đúng không? Vẫn lãi đó và cái điểm này thì nó lại đang hiện nó đang đang đánh lại như vậy là nó đang đánh lại cái vùng 38 38.5 thì khả năng tuần tới chúng ta sẽ 39 đó thì VGC sẽ tiếp tục công lại cả này và chúng ta sẽ đánh giá tiếp cổ phiếu DTD DTD thì cũng một mã cổ phiếu rất là tuyệt vời và đến thời điểm hiện tại thì DTD cũng đã hoàn thành cái mắc target 30 trên 30 khả năng với quan điểm của Hùng thì nó sẽ chỉnh lại cung khoảng quanh 25.3 đến 26 Uh, nó test lại vùng này một tí nữa, khá là nhẹ nhàng và sau đó thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35. Ờ uh, những cái tín hiệu này thì uh, nó đang gọi là gì đây các anh chị? Đây nó đang phân phối. Thì nó phân phối xong cái cái lượng hàng thì chúng ta sẽ xem cái ý đồ tạo lập là họ có họ, tức là chỗ này là nhỏ lẻ họ chốt này. Chắc chắn nhỏ lẻ sẽ chốt và nhỏ lẻ không ai người ta giữ ở cái vùng này cả. Đó, uh, chỉ có những cái ông nào mà không hiểu biết về mặt kỹ thuật thì các ông mới giữ thôi và nhỏ lẻ nó sẽ chốt và sau khi nhỏ lẻ chốt hết thì chúng ta sẽ xem ví dụ nó có một cây nến đè vùng 30 thì đấy sẽ là những thời điểm mà chúng ta sẽ gì ạ? Ta ta tát nước theo ao gọi là ăn thêm tí nữa. À, theo lái, kiểu kiểu như thế. Ờ à, tip tip hiện tại ở đây thì mình có phân tích cái tín hiệu kỹ thuật thì các anh chị nắm được rồi. À, về mặt ý đồ tức là gì? Trên chart cái tuần tuần thì khi tip nó đánh nó đánh những cái 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 tren của nó cũng tương đối là dài và hiện tại thì đây nó cũng mới mớm trend thôi đó và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 19 19.5 thì các anh chị có thể thu gom thêm và kháng cự ngắn kỹ thuật ở đây quanh vùng 22 thì có tối ưu để chúng ta bán bớt ra cổ phiếu D2D cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay và đối với D2D đó thì như cũng có phân tích ở đây này những cái chảo đấy các anh chị và hiện tại thì những cái chảo này nó bắt đầu nó nâng đỡ dần lên và tuần này thì nó cũng bắt đầu công lại cản 28 và với cái tín hiệu này thì sẽ kỳ vọng là D2D sẽ tiếp tục công lại cản 3x ở đây cổ phiếu các anh chị lưu ý một mã cổ phiếu VC2 Vc2 uh, phiên ngày hôm nay thì nó tăng kịch trần và uh, sau một cái giai đoạn mà vc2 uh, tích lũy ở đây thì nó nó bắt đầu diện nó bắt đầu hút được cái dòng tiền khá là tốt và uh, phiên này thì đóng kịch trần và nó dư mua trần ở ở trong suốt phiên giao dịch và xét về tính tạo lập thì vc2 nó đánh từ vùng 10 lên vùng 55 và đến đây thì nó mới diện nó mới đổ như vậy thì ở đây nó cũng bắt đầu khởi nguyên sau một cái giai đoạn nó 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 thu gom á uh, tạo lập và thu gom thì bắt đầu có khả năng bắt đầu khởi nguyên một cái chân sóng mới Ừ, chính vậy nên là phiên giao dịch ngày thứ hai thì các anh chị cũng có thể bắt đầu gì ạ chúng ta đặt mua ở giá cận trần và trần khả năng thì con này thì phiên ngày thứ hai nó sẽ đẩy trần tiếp là rất là cao nên là chúng ta cần phải uh, có cái vị thế và sau khi mà chúng ta có vị thế rồi thì khi đó chúng ta sẽ rất dễ dàng để chúng ta tính toán được những cái bước đi tiếp theo anh chị lưu ý uh, về nhóm ngành xây lắp thì nhìn chung nhóm ngành xây lắp như hùng có phân tích với các anh chị trong tuần trước ấy là chúng ta sẽ phải cần nó lững hững 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 hờ ấy tức là cần thêm tín hiệu của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba và nhìn chung trong tuần vừa qua thì nhóm này xây lắp cũng không tạo được nhiều các cái đột biến không tạo được nhiều đột biến bất động sản dân cư thì ở nhóm xe sale thì có thể ở đây hồi lên cái kháng cự quanh năm bảy và nó lại chỉnh cung nhẹ nhàng như vậy tuần tới thì khả năng là sale sẽ tiếp tục sale sẽ tiếp tục vận động ở khoảng quanh vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 ở đây đây <laughs> DG trong tuần thì DG cũng đã diện test lại vùng 20 và vùng 20 này thì hiện tại nó đang giữ thành công ở chung quy lại thì DG mà vùng 20 mà không gãy thì chúng ta vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm là DG sẽ đánh lên vùng 22 đến vùng 23 đất xanh đất xanh thì trong tuần đất xanh tiếp tục test về vùng 14 cây nến kết tuần thì như vậy là đất xanh có phục hồi lại Uh, vớt vát lại được. Cây đến cái tuần như này là cũng tạm được. Nói chung là so với cái điểm này thì như vậy là tuần này thì vẫn có một cây nến tuần gọi là cây nến tuần tăng điểm đúng không? Tất nhiên là cái biên tăng nó không mạnh. Uh, và với tín hiệu kỹ thuật này thì khả năng tuần tới thì đất xanh sẽ vẫn uh, sẽ tiếp tục uh, kiểm định lại ở khoảng quanh vùng 14 đến khoảng vùng 14.2, điểm sâu hơn ở đây thì có thể tính toán là vùng 3.5. Đó và lực cầu uh, và cái kháng cự ngắn hạn của đất xanh thì nó vẫn nằm ở đây thôi, nó vẫn là vùng 15 thì chúng ta lưu ý cái kháng cự này hDg HDG trong tuần thì HDG công kháng cự đây 35 và đồng thời thì nó cũng diện test hỗ trợ 34. <laughs> à, với tín hiệu này của HDG thì khả năng tuần tới cái xu hướng kỹ thuật của HDG thì nó vẫn diện nó vẫn kiểu kiểu này thôi, nó vẫn đánh ở trong một cái biên hẹp và chờ chờ thời cơ, nói chung là nó phải chờ thời. Chờ thời có nghĩa là chúng ta sẽ chờ thêm cái dòng tiền của bất động sản dân cư nó được kích hoạt quay trở lại. Uh, HDC ở đây vùng 34 34.4 <laughs> Nhìn chung là tuần này nó vẫn tiếp tục test và cây nến đến ngày hôm nay có thời điểm nó đánh đến vùng 35.5 nên nó không giữ được ở vùng cao nhất Nên khả năng tuần tới thì cái biên uh, hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 34 34.4 uh, vẫn tiếp tục uh, sẽ tiếp tục đánh nhà thêm Nam Long như vậy là Nam Long thì đang có cái sự suy yếu trong tuần này thì Nam Long có sự phục hồi Tuy nhiên là phục hồi này thì không không đủ mạnh cây nến đến ngày thứ hai cũng đủ mạnh và cây nến tiếp theo đó thì nó, nó bắt đầu nó trả lại và nó test lại cung kỹ thuật ở quanh vùng 31 31.3. Ờ à, một cái điều chú ý các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? À, bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ đây thì tín hiệu đường mà ACD bắt đầu cắm xuống như thế này thì cổ phiếu nó sẽ rất khó để mà 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 tăng điểm các anh chị. À, các anh chị nhìn thấy đây. Đó, ví dụ đây, bắt đầu từ đây thì tín hiệu đường mà ACD bắt đầu hướng lên và hướng lên xanh mươn mướt, xanh mướt đây. Thì như vậy là là từ cái thời điểm này cho đến đó thì nó cũng sẽ tương ứng với cái thời điểm ở đây. Ờ, chúng ta bắt đầu khuyến nghị Nam Long ở đâu đó khoảng vùng mua 24.6 đến khoảng vùng 25 và bắt đầu nó hoàn thành được cái mắc target ở quanh vùng 35 và sau khi nó đạt được market target ở 35 đây thì nó bắt đầu có những nhịp tòi lên tụt xuống tòi lên tụt xuống và cái nhịp sóng ngon nhất mà chúng ta đã phân tích thì đã hoàn thành còn đây là những cái nhịp vơ bèo vừa tép có nghĩa là gì hỗ trợ ở đây thì các anh chị có thể canh gom thêm một ít và nó hồi lên T1 T2 thì chúng ta lấy cái hàng sẵn có của chúng ta chúng ta đóng ra chúng ta bán đi đó Uh, KDH tín hiệu khá tốt trong tuần vừa qua thì KDH đã test có điểm test quanh vùng 29 đẹp đó là cũng khá sát hợp lý này và với cái cách đi này uh, thì chúng ta lại kỳ vọng ở đây vùng 30.5 đến vùng 31 vùng này thì lại canh mà dịa canh mà chốt thế thôi uh, hiện tại chúng ta chưa có sóng dài thì chúng ta đánh những cái sóng ngắn nho nhỏ như vậy và chúng ta hiểu được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta gom và vùng kháng cự chúng ta bán ra đạt phương tốt đạt phương tuần này đánh khá hay đó thì vùng hỗ trợ kỹ thuật của đạt phương ở đây là 30.5 đúng không ạ đó các anh chị có xem đây 30.5. Uh, xem lại bản tin tuần cũ thì chúng ta sẽ thấy được ý đồ này và khá là tốt đây. Tuần này đánh kháng cự uh, vượt 32. Như vậy là khả năng đạt phương tuần tới nó sẽ ngắm đến vùng 33 và xu hướng đánh này của đạt phương đấy chúng ta nhìn tổng quan ra một tí, nhìn rộng ra một tí thì khả năng là 35.5, uh, 35, 35.5 35 đến khoảng vùng 36 và nhịp này thì đạt phương sẽ hướng về cái vùng cản kỹ thuật ở trên này cơ. Tức là nó sẽ sớm, nó sẽ sớm bứt cái cản 33.3 ở đây để nó đi tiếp. Uh, mấy con pen của thằng này gồm có HQC HQC thì bây giờ cũng uh, tuần vừa qua chủ yếu là tích lũy ở vùng 4.4 vùng 4.6 tuần tới mà khỏe khoắn tín hiệu đường mã sẽ đe đà cung thì nó sẽ tiếp tục công vùng 48 đến khoảng vùng 5 hướng đến cái vùng đó uh, SCR như vậy là SCR vẫn tiếp tục miệt mài công cản 8 và tuần này thì nó vẫn công chưa thành như vậy là một lần công hai lần công và lần này là lần thứ ba như vậy là biên 7.75 đến khoảng 8 thì nó sẽ tiếp tục để nó tích lũy dồn sức để có thể đánh lên và đối với SCR thì đâu đó chúng ta sẽ phải cần một cái lực cầu tương đối lớn các anh chị, lực cầu tương đối lớn và lực cầu hiện tại thì nó chưa đáp ứng được với cái yêu cầu này. Tức là nó sẽ phải cần khoảng tầm 40 đến khoảng tầm 60 triệu cổ phiếu trên một tuần. Trên một tuần thì mới ăn 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 ăn, ăn tiền và hiện tại là mới đạt được khoảng trung bình khoảng quanh 27,5 triệu cổ phiếu trên một tuần tức là nó sẽ cần thêm khoảng tầm 13 triệu cổ phiếu nữa thì khi đó à cổ phiếu này mới có cái khả năng bứt phá để mà bứt tốc để mà đi tiếp đó à, LDG thanh tra thanh thanh tẻ xong chưa nhỉ mọi người có thông tin gì thì cung cấp cho Hồng Lê với còn hiện tại đây ờ à, thì vẫn giữ quan điểm như vậy thôi 44.2 vùng gom kỹ thuật và vùng 4.8 đến vùng 5 là vùng cản ngắn tạm thời mà nếu mà anh em mà đánh thì lướt lát như vậy. À, DRH à, vẫn chưa chỉnh cung được bao nhiêu, tuần vừa rồi chỉnh về được đến vùng 5.2 nhỉ. Sau đó thì đây đúng cái mút này thì nó nó kéo lên. Đó, nó kéo lên và với quan điểm này thì chúng ta lại chờ lại vùng 5.2. Và sâu sâu hơn thì ở vùng 4.8, 4.9, vùng 5, nói chung là vùng này lại cân tiếp và đẹp trời vào một ngày đẹp trời nó kéo lên vùng 6 thì chúng ta lại bán ra, nói chung là con này làm được mấy vòng rồi vòng thứ năm rồi vòng thứ tư vòng thứ năm rồi và các anh chị lưu ý nha cái mã ccl ấy, nó cũng nằm ở trong cái nhóm này thì chúng ta lưu ý cái tín hiệu kỹ thuật tuần tín hiệu kỹ thuật tuần của mã cổ phiếu này nó là tương đối tốt và gom dài đánh dài các anh chị nhá gom dài đánh dài rồi nhóm setup thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đấy và bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành thép thép ở trong tuần vừa qua không thực sự tích cực cho lắm đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích hòa phát à, uh, thì như cũng có quan điểm của Hòa Phát ở đây này vùng cản kỹ thuật của nó là vùng 22.5 và nó bắt đầu chỉnh cung thì điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 214 và khi vùng 214 bị mất thì nó sẽ đi về vùng 21 Vùng 21 bị mất thì nó sẽ tiếp tục có xu hướng đi về vùng ở đây đó là vùng 24 đến khoảng vùng 26. Ờ uh, tín hiệu đường MACD đang cắm xuống rất là xấu chính vậy nên cổ phiếu cùng lắm thì nó khỏe thì nó đi sideways. Còn nếu không thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại test cung và khả năng tuần tới thì thì nhìn về mặt ý đồ tạo lập như này thì khả năng là Hòa Phát sẽ quay về test cung ở cái vùng thấp hơn ở dưới này. NKG Nam Kim cũng có sự phục hồi. Đây, có sự phục hồi trong phiên ngày thứ hai và suy soát đạt lại vùng 15.5 như Hùng đã có phân tích ở đây. Và sau đó thì nó diện nó bắt đầu chỉnh cung, uh, xét về tín hiệu của Nam cung Nam Kim thì khả năng vùng 14.5. Vùng 14.3 khả năng tuần tới nó sẽ quay trở lại nó diện nó chỉnh cung và nó kiểm tra lại cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh đây. Hoa Sen cũng uh, có sự phục hồi đó hoa sen có sự phục hồi đây nó phục hồi lên được trên khoảng vùng 16.3 và những cái nến liền sau đó thì nó bắt đầu thì nó nó tả cung và tín hiệu đường mát cũng đang có cái tín hiệu suy yếu nhìn ý đồ thì tuần tới sẽ test 15.3 những khả năng vùng 15.3 thì thì với cái cái góc đi như này thì cũng chưa chưa thực sự là yêu lắm nên là khả năng nếu anh chị mà đặt gọi là thu gom thì chúng ta đặt sâu sâu tí 14.8 đến khoảng vùng 15 khả năng sẽ test về quanh đây rồi từ đây nó tích lũy, đó, nó tích lũy thì khi đấy chúng ta mới đánh giá một cái trang tăng của nó ở đây. VGS, VGS thì hiện tại đang đi tương đối là sát với các dự báo. Ở tuần vừa qua thì cũng có dự báo là nó sẽ test cung lại ở khoảng quanh vùng 15. Đây, anh chị ba cái nền test lại quanh 15 và cái nền kết tuần thì tương đối là đẹp, nó kéo lên vùng 16. Nhìn về ý tưởng thì cũng có phân tích với anh chị rồi, tức là đầu tiên chúng ta phải lật ngược lại cái quá trình phân tích đó là vùng 11.5, vùng 12, 12.2 thì chúng ta ngắm lên vùng 13.5 đến vùng 14 và về đến vùng này nó rất là khỏe nó bớt qua biết qua thì ông lại tiếp tục phân tích lên vùng 15.5 đến vùng 16 và khi chạm vùng này nó sẽ chỉnh cung lại quanh vùng 15 đó thì cuối tuần tuần này là nó chạm vùng 16 rồi và nó cũng đã test thành công xong và với việc test này xong rồi thì khả năng tuần tới thì VGS sẽ có thể kéo lên quanh vùng 18 nhịp này thì VGS đánh tương đối là tốt đó anh chị vùng 18 mà nó rất thành công thì max target ở nhịp này nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 22. Tuy nhiên vùng 21 22 thì chúng ta từ từ, chúng ta ngắm vùng 18 đã. <laughs> uh, nhóm vật liệu đầu tư công gồm mã cổ phiếu KSB thì đối với KSB cũng có phân tích ở đây rồi các anh chị lưu ý này. Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 23.5 24 24.5 này, vùng này thì có thể canh mua. Ờ, vùng kháng cự ở đây là vùng 27 27.5 vùng 28 tuần này thì nó đã đánh lên vùng 27 cộng ở đây là vùng kháng cự và chúng ta lưu ý khi cổ phiếu lên đến vùng kháng cự thì chúng ta thì canh để chúng ta hiện thực hóa chốt bớt lợi nhuận đi ờ, PLC hiện tại tuần này thì sau một cái giai đoạn nó đi sideways thì chúng ta cũng đã ăn được mấy nhịp gọi là vòng vo nho nhỏ ở đây rồi và tuần này thì phiên ngày thứ hai nó đánh gãy cái vùng 35 ở đây và sau đó thì tiếp tục ba cái nền test nó vẫn test ở trên vùng 35 cộng như vậy là cực kỳ khỏe như vậy thì với cái ý đồ này thì khả năng là PLC nếu có test thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 35 36 ở đây và sau đó thì nó sẽ kéo lên 40 kéo lên 40 nó chỉnh cung nhẹ nhàng một tí tẹo ở đây thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng 44 đến 45 tức là như vậy thì khả năng cao thì cái nhịp này thì PLC sẽ tiếp tục kéo và cái mắc target của nó đạt được có thể dự báo ở khoảng quanh vùng 45 đến khoảng vùng 46 đấy là đấy là cái dự báo xa xa đấy là dự báo về trên cái trạc kỹ thuật tuần thì khả năng nó sẽ đi được về đến đây nên là cái con PLC này các anh chị đang cầm thì chúng ta vẫn còn điểm mua ở chúng ta mua ở cái vùng hỗ trợ và sau đó thì lên đến 40 bán bớt đi và sau đó chỉnh cung thì chúng ta lại mua tiếp và sau đó thì ngắm lên vùng 45 bán đi tức là quá trình cầm dài nhưng mà qua những cái vùng hỗ trợ những cái vùng kháng cự kỹ thuật thì ok đảo bớt đi các anh chị mà bán BCC BCC tuần này nó đang công cái vùng này thôi đang công vùng kháng cự 12 mấy đây ta 12 6 12 6 13 thì nhìn chung là vẫn đang công khá là tốt những cái tín hiệu kỹ thuật này khá là ok đấy nhìn chung là khá là ok không biết là trên tuần thì có kéo tiếp được không xem nào ngắm nghĩa một tí nào bởi vì con BCC này là cái tính tạo lập của nó cũng cực kỳ là tốt đấy chứ không phải đơn giản đâu khi mà nó kéo là cũng phê tê phê hết cả người đấy và hiện tại ở đây hiện tại ở đây là vùng 12 đến vùng 11 là BCC đang à, đang đang xây cực đẹp luôn và nó đang chỉ bị vướng một cái cản ở khoảng 13.2 nữa thôi thì ở đây là BCC hoàn toàn có khả năng các anh chị nhé, hoàn toàn có khả năng các anh chị lưu ý này, hoàn toàn có khả năng bứt vùng 14 cộng ở đây à, vào một cái thời điểm đẹp, vào một cái thời điểm thuận lợi đầu tư công giải ngân ở mầm và khi đó thì uh, BCC khả năng là sẽ nhân đôi, tức là từ vùng 12 nó sẽ đánh lên khoảng vùng 24 <laughs> đó, vùng 12 sẽ đánh lên khoảng vùng 24, chúng ta lưu ý cái kịch bản này và chờ đợi thêm. Còn trong ngắn hạn thì chưa đâu chưa đâu đó năm ngắn hạn thì chúng ta cứ túc tác từ từ lên đến vùng này chốt bớt đi và nó chỉnh cung kỹ thuật lại quanh vùng 11 8 12 và thậm chí ở đây những cái vùng này vùng 18 11 này chính là cái vùng mùng đã khuyến nghị các anh chị ở ạ chúng ta gom và chúng ta gom trong một thời gian này vừa gom vừa gom hỗ trợ và vừa đánh ra ở kháng cự đấy là cái cách mà để chúng ta tối ưu và chúng ta luôn luôn chủ động trong cái cuộc chơi cuộc chơi này nó không liệt lắm các anh chị ơi không đơn giản đâu rồi tiếp theo đến nhóm ngành đầu tư công, hơi tiếc một tí ngày hôm nay các ông đánh đớm kiểu gì mà đánh cuối phiên lại tuột thế này à, Nhưng mà cũng tạm được, nói chung là à, VCG, à, đấy à, vùng 20, 20 2 vùng này Lùng đã có phân tích Thì à, các anh chị lưu ý là trong tuần vừa qua thì cái, các cái mã cổ phiếu đầu tư công lần lượt Lùng phân tích à, kể cả là cái nhịp ngày 15 tháng 5 ấy chúng ta có phân tích những ý rất là hay đó là về kinh tế suy thoái và chính phủ bắt buộc bằng mọi cách mọi giá thì chính phủ phải giải ngân đầu tư công và cái cái lượng tiền khoảng 770 000 tỷ mà nó bung ra được khoảng tầm độ 50 đến 70 phần trăm thì đấy sẽ là một cái gói kích cầu cực kỳ lớn đó và 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 đấy sẽ là những cái tín hiệu mà nhóm đầu tư công sẽ được đi hưởng lợi đến hết cái năm 2023 đó là lý do vì sao mà chúng ta vẫn liên tục chiến đấu với nhóm ảnh này, và phân tích cực kỳ sát luôn. Và ngày hôm qua thì uh, uh, có một cái nhịp test kỹ thuật vùng đã có phân tích, ví dụ như VCG thì chúng ta sẽ tiếp tục có thể ăn thêm ở quanh vùng 20 đến khoảng vùng 20.2. Thì uh, đó, thì trong ngày hôm qua đây các anh chị, đó có vùng test kỹ thuật 20 đến vùng 20.2 luôn và sau đó thì phiên ngày hôm nay suy soát mà đóng lên 21 thì đẹp quá đúng không ạ? Đấy là những điểm mà chúng ta thu gom thêm, ăn thêm thì với tín hiệu kỹ thuật này thì uh, tuần tới kỳ vọng VCG sẽ đóng ở trên vùng 20.5 Và công cản vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 nhịp này thì uh, Chúng ta cũng thấy Đầu tư công nó cũng đang có những cái sóng sánh khá là hay FCN thì khỏe uh, FCN tuần này nó bứt bất được cản 14 và sau đó thì nó đang có đến cả tuần luôn 13, 8, 14 test tương đối thành công, hôm nay hơi tiếc tí hôm nay mà cái cây nến này mà nó nó đóng thế này nhờ ui rồi đẹp quá hôm nay mà cây nến này mà cây nến này mà giữ được như thế này thì tuần tới thì FCN chỉ có xe thôi chỉ có tăng trần thôi không có lý do gì để không tiếp tục mà lên vùng 15.5 vùng 16 Ờ à, Tuy nhiên cũng không sao Nói chung là hơi tiếc một tí à, nhưng mà cái cái xu hướng chủ đạo của FCN thì khả năng là nó vẫn hướng về cái vùng cản kỹ thuật đợt trên này thôi C4G thì đây cũng không có gì cả công cản 13.5 rồi chốt thì chốt bớt đi sau đó thì đây này vùng 13 thì mua thêm này khả năng tuần tới thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng là gì à, nó sẽ test thành công ở trên vùng 13 rồi sau đó rồi sau đó là nó sẽ công cản 13.5 và nhịp này thì hướng đến vùng 14.5 14.6 c4g lcg thì đã phân tích cho các anh chị một cái kịch bản rồi Ờ, trong thời điểm hiện tại, sau một cái giai đoạn nó đi sideways nó rất, rất lâu đây, thì uh, tuần này thì lcg cũng đã cực kỳ thành công khi mà nó công cản vùng 13.3, 13.5 Còn trên trạng kỹ thuật tuần thì cũng đã mô phỏng một cái ý tưởng và cái ý tưởng này thì đã truyền tải đến các anh chị rồi Sóng tăng 1 từ vùng 4 lên đến vùng 12, như vậy 4, 3, 12 và sóng tăng 2 thì khoảng từ vùng 10.6 lên đến khoảng vùng 16 đến khoảng vùng 17 thì đang dự kiến là như thế và khả năng cái tín hiệu tuần này là đẹp rồi tuần này đã giao dịch gần 80 triệu cổ phiếu và xuất hiện một cây đến tuần bứt gần như bứt thoát hết tất cả những cái gì ạ những cái kháng cự ngắn của nó ở trước đây như vậy thì tuần tới là gì nhiệm vụ của lcg là gì à, anh chị đó nhiệm vụ của lcg là tích lũy thành công ở trên cái biên 128 đến biên 13 Tích lý thành công ở biên này và lực cầu tiếp tục quay trở lại đánh vượt thoát vùng 13.5 thì như vậy là cái kịch bản mà chúng ta nâng target kỹ thuật lên vùng 17, 16 đến vùng 17 là thành công. Đấy. Học bài coi như là <laughs> như giáo án và nếu như nó đánh uh, nó đánh đúng cái này thì đúng là giáo án của chúng ta là một giáo án tuyệt vời. Đó. Còn nếu mà nó chưa đánh đúng như này thì giá án của ta vẫn là vẫn là gì? Vẫn là 11.2 đến 11.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đấy và liên tục ở trong cái thời gian vừa qua thì nó vẫn tiếp tục là có một cái vùng hỗ trợ này và vùng 10.6 là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần, tức là gì? Tức là cổ phiếu mà không gãy vùng 10.6 thì như vậy là các anh chị có thể cầm bởi vì LCG chúng ta đã phân tích một cái quá trình ở trước này rất là ok. Đó. Ở G36, G36 đẹp, tuần này nó test cực đẹp luôn, 8385. À, phiên này đã có lúc thời điểm 9 cộng rồi nhưng mà chưa cộng được, à, tín hiệu vẫn đẹp. Nhìn chung thì chúng ta vẫn hướng về cản 9.8 đến chín 9.8 đến vùng 10 thôi của LCG. À, xin lỗi cả nhà G36. C2 thì đã phân tích ngay từ đầu rồi và C2 thì chúng ta sẽ phân tích vào trong cái nhóm kỹ thuật hạ tầng và đầu tư công. À, đối với nhóm ngành dầu khí thì các anh chị lưu tâm bốn cái mã cổ phiếu cơ bản thôi, đó là PLX thì tuần này PLX bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật công lên, công lên ở đây khoảng quanh vùng 382. Ờ cản ngắn, nói chung là hiện tại thì như ủng có phân tích ở đây thì PLX nó sẽ đi sideways ở quanh biên hẹp ở 38 3337, 3, 3, 37 382 và chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật và đối với PLX ấy thì chúng ta ăn cái nhịp sóng trước này này, nhịp sóng trước này là nhịp sóng vùng bắt từ vùng 28.529, khả năng là từ vùng này mà thậm chí là còn từ quanh vùng 26. Và từ vùng này thì chúng ta đưa được mắc target lên vùng 40 Và sau cái nhịp này thì đây đang là cái nhịp vơ bèo vượt tép Tức là gì Tức là khi mà nó đạt được cái target 40 40 rồi thì cái khúc này đấy là cái khúc mà rất là khó nhằn <laughs> Cái khúc ngon nhất tan rồi à, Khúc này thì tiếp tục phân tích thôi còn ai thích nhằn thì nhằn đó à, Rồi uh, PVS uh, khủng á PVS thì công nhận là khủng Uh, theo quan điểm thì chúng ta sẽ dự kiến là nó đánh về vùng 2986 và nó sẽ phải chỉnh cung nhưng mà đây là nó thốc luôn thì nó thốc luôn như thế này thì uh, tuần tới thì khả năng nó sẽ công với vùng cản 31.5 đến vùng 32 tuy nhiên đến cái vùng này thì thôi chắc là chắc là lực kéo sẽ bị chậm đi rồi lực kéo sẽ bị chậm đi rất là nhiều rồi chứ không không thể tiền đâu mà cứ liên tục kéo như này được đúng không ạ nó phải chỉnh cung nó phải rũ đi để nó thu hút cái dòng tiền mới cho nên các anh chị nếu chúng ta đang có PVS thì tuần tới ở vùng 31.5 vùng 32 <laughs> PVD cũng tương đối là khỏe và đối với PVD thì nó đã đi đúng giáo án, đúng giáo tình của chúng ta hơn. Đó là nó sẽ chỉnh cung về quanh vùng 22.7 đến vùng 23 thì các anh chị nhìn thấy đây, cây nến trong phiên giao dịch của ngày thứ năm là cổ phiếu PVD đã chỉnh cung về vùng này và sau đó nó rút chân lên. Nhìn ý đồ của PVD đi như thế này thì chúng ta còn dễ phán đoán này. Đó, tức là nó phải chỉnh cung tích lũy và sau đó thì Nó sẽ tiếp tục một cái hành trình nó đi tiếp. Khả năng nhịp PVD nhìn về mặt ý tưởng thì nó sẽ phải trả cung lại một phát nữa ở khoảng quanh vùng 22.5 Rồi có kéo thì mới kéo lên được uh, Dự kiến nếu như mà nhịp này mà max target nó cũng sẽ kéo lên được khoảng quanh vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 đó các Cách đi này thì 25.5 Đến khoảng vùng 26 là target hợp lý của cổ phiếu PVD trong nhịp này uh, Rồi cổ phiếu BSR đẹp không các anh chị? Đẹp chứ <laughs> gần như là chọn những cái mã cổ phiếu để phân tích cho các anh chị là những cái mã cổ phiếu rất là hay ờ, chúng ta cầm và chúng ta thấy rằng là những cái nhịp sóng vùng phân tích ở đây thì nó cũng rất là rõ sóng ở đến cái vùng kháng cự đó. thì BSR tuần này là cực đẹp này đầu tiên là ông công được vùng 17 đã và sau đó tiếp theo nó đang hướng đến cái vùng 17 4 17 năm ở đây ờ, Tuy nhiên là khi mà về đến cái vùng 17 4 17 năm thì theo quan điểm kỹ thuật cùng là chỉnh đó ông chỉnh cung kỹ thuật về khoảng quanh vùng 16 8 đến vùng 17 break cản và test lại cản thành công thì khi đó ông sẽ nâng target lên vùng 18.5 và thậm chí nhịp này có thể là 2x. Đây là một cây nến bất thường và sau cái sự bất thường đó thì uh, bắt buộc ông phải sẽ phải chuyển sang cái sự bình thường. Đó và sau cái sự bình thường đó thì cổ phiếu bắt đầu nó mới kéo và uh, chúng ta cũng có thể ngắm ngắm ở khoảng quanh vùng 21 của nhịp này, target của của PVD uh, xin lỗi cả nhà của BSR là hoàn toàn khả thi đấy các anh chị nhá. Nhìn cái cách đi này thì là 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 khả thi đấy. Tuy nhiên như ông có nói đây là vùng 168 đến vùng 7 ông phải trả cung cho tôi. Oi hôm nay cũng là một phiên bất thường. Đó. Và đối với oi thì chúng ta cũng đã có một cái hành trình đánh nó dài lắm, nó nhiều khê lắm. Quả này bắt đầu nó mới lớn lớn khôn thêm được một tí. Chứ cái đoạn mà cứ 8.6 cộng trừ 0.2 này các đoạn đoạn này anh chị gom có thấy uể oải không ạ? Sau đó thì là tiếp tục sau cái điểm gom này thì cũng có phân tích ở đây này cái điểm này này 8.9 này nó cũng vui rồi nó cày nó bừa như thế này có phải không anh chị rất nhiều anh chị là chúng ta không đủ kiên nhẫn không đủ kiên nhẫn để mà gì để mà theo đuổi hết cái chiều dài của cổ phiếu và cứ nhìn thằng bên cạnh nó bắt đầu nó bảo ôi mày ơi cổ phiếu này hay lắm nhảy đi nhảy đi thế là vô hình dung là chúng ta đang trồng một cái cây chúng ta đang trồng một cái cây rất là hay một cái cây rất là đẹp và tự dưng chúng ta đốn ngang đi chuẩn bị có quả rồi bắt đầu chặt phay đi phát xong rồi lại trồng một cái cây khác Ờ, thế thì cây bên thằng bên cạnh nó ăn hết quả rồi xong đấy nó xúi cho phát thế là cuối cùng lại lại chết. Đó đúng không ạ? Còn 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 các anh chị có thể có thể xem lại tất cả các cái bản tin tuần cùng Lê. Có bao giờ ông Lê xúi dại các anh chị đi làm cái điều gì nó dại rồi đâu? Chắc chắn là không. Đó, cái tâm làm nghề nó không cho phép và cái quan điểm của một con người nó không không bao giờ cho phép vì bất kể một cái gì trục lợi hay vì cái gì không bao giờ có. Đó và chỉ phân tích cho các anh chị những cái ý gì mà tốt nhất sáng nhất thôi nó không hiểu là mọi người sẽ cảm nhận được cái những những cái gì mình truyền tải qua những cái bản tin thì nó như nào đó thì tuần này là đấy và thậm chí là trong tuần vừa qua ở quanh vùng 92 này cái đi điểm chỉnh cung qua vùng 92 cá đẹp cây nến này là cây nến bất thường và sau cái sự bất thường đó thì ở đây chúng ta sẽ có cái biên 97 98 ở đây khả năng là vùng chỉnh cung kỹ thuật này thì tuần tới cổ phiếu sẽ tích lũy tạo nền tại đây và đối với cổ phiếu oi ở nhịp này thì cũng là đẹp rồi và như không có để các anh chị một đây một cái trang kỹ thuật tuần thì oi là một trong những cái cổ phiếu tiềm năng tiềm năng là các anh chị và uh, rất có thể là nhịp này nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 13.5 đến vùng 14 như vậy là chúng ta sẽ có một cái target cực kỳ tuyệt vời đối với mã cổ phiếu oi đây oi vẫn đang trên trạng kỹ thuật tuần nó có nói với các anh chị như vậy br cũng như vậy br nếu không nhầm đó br thì cũng đã cũng đã vẽ cho các anh chị một cái một cái kênh xu hướng và đây sẽ là cái cái đường ray để mà br từng bước từng bước và bây giờ nó chỉ cần bứt được cái cản bảy 17 4 17 năm ở đây được thôi thì khi nó bứt được cái cản này thì thông thường á, cái cái cách đánh cái mô típ đánh của 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 cổ phiếu nó có hai cách một là nó chỉnh cung trước hai là nó sẽ đánh vượt lên trên cái cản này tức là nó sẽ có thể nó sẽ kéo lên vùng 19 đấy, và sau đó nó sẽ nó chỉnh cung Ờ, nó chỉnh cung xong rồi nó test lại cái cản 17 4 ở bên này thành công thì khi đó thì chúng ta có thể target của BSR lên vùng 24 là ngon là bình thường đó vậy thì những cái mã cổ phiếu nó tích tích lũy đây và các anh chị nhìn thấy là BSR nó có một cái hành trình tích lũy cực kỳ là dài đây này quanh vùng 15 15 4 đến khoảng vùng 16 đây là những cái cơ sở rất là quan trọng để BSR có thể mở một cái trang kỹ thuật dài ở bên này và khi cổ phiếu nó vào những cái trang tuần nó đánh thì khi đấy nó sướng lắm các anh chị Ok, khả năng lồng sẽ view qua nhanh nhóm ngành chứng khoán và sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích kỹ thuật tuần thôi Và chúng ta sẽ không còn thời gian nữa Ở cổ phiếu VCI Nhìn chung trong tuần vừa qua thì nó bắt đầu tiệm cận đến cái vùng kháng cự 35 và khi thông thường khi mà gặp Kháng cự thì các anh chị nhìn thấy đây, cái đến rất là khó chịu Thì khả năng tuần tới nó cũng vẫn như vậy thôi, nó sẽ công cái vùng cản 35 ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta phân tích Cái động thái tiếp theo <laughs> cổ phiếu SSI ở đây vùng cản kỹ thuật năm vùng 24 trong tuần vừa qua thì nó chưa thể công cản và đồng thời thì SSI đã quay về vùng kỹ thuật ở đây quanh vùng 22.4 tạm thời tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá tại vùng hỗ trợ này ở cổ phiếu HCM đó thì cổ phiếu HCM cũng là đi rất sát với cái gì cái phân tích dự báo của cá nhân Hùng Lê đó là gì nó sẽ tăng và nó sẽ tăng về được đến đâu đó là vùng 26.8 đến khoảng vùng 27 ở đây thì nó sẽ phải có cái sự chỉnh cung và các anh chị nhìn thấy là cây nến ngày hôm qua, cây nến ngày à xin lỗi cả nhà, cây nến ngày thứ ba, cây nến ngày thứ tư và đến cây nến ngày thứ năm và đến ngày hôm nay, cây nến cái tuần thì nó mới hồi lại một 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 chút xíu ở đây. Như vậy thì khả năng là tuần tới thì ở cái xu hướng là xem sẽ test lại ở quanh vùng 25, 8 đến khoảng vùng 26 Và mục tiêu tiếp theo thì vẫn tiếp tục công cái cản 27 ở đây Xa xăm hơn thì tại vùng 28, 28.5 nhưng mà trước mắt nó cần phải bay được cái vùng 27 ở đây đã Cổ phiếu VND Đó thì VND cũng hoàn toàn tương tự như vậy đúng không ạ Trong cái phân tích kỹ thuật thì cũng có nói đến các anh chị là VND có cái vùng cản đây này À, vùng cản 16 7 16 8 16 à, 16 5 16 7 đây này. Thì cái vùng cản này đó là vùng cản kỹ thuật và thậm chí cái cản cao hơn của nó là 16 8 và các anh chị nhìn thấy ạ. Cây nến đây là một cây nến mà gì ạ? VND bị xả rất là mạnh và hiện tại thì cái xu hướng kỹ thuật như này thì VND có hồi nhưng cái điểm hồi này không không thuyết phục và nó sẽ phải thuyết phục khi mà nó tích lũy lại ở quanh vùng 15.5 và vùng 15.6 của tuần tiếp theo. SHS uh, đến thời điểm hiện tại thì cũng uh, chưa có nhiều cái tín hiệu đột biến đâu. Uh, cái kháng cự ngắn ở đây 11.5 thì tuần này nó tiếp tục công và nó lên được khoảng vùng 11.4 thì đó thì nó uh, nó dội lại và đồng thời thì nó cũng có cái vùng tích lũy ở vùng 10 8 đến vùng 10 9 tương đối là đẹp. Uh, về mặt xu hướng thì mình vẫn tiếp tục ngắm ở khoảng vùng 11 đến 11.2, uh, 11.8 đến khoảng vùng 12 của nhịp này đối với mã cổ phiếu SHS à uh, FBS ở đây, uh, FBS vẫn uh, vẫn đẹp, vùng 69 đến 7 vẫn là vùng tích lũy khá đẹp. Tuần này thì nó cố gắng đẩy nhưng mà nó chưa đẩy được. Uh, nó đẩy lên được đến vùng 7.8 ờ uh, nhưng mà nó lại quay lại nó test lại chỉnh cung này. Uh, một phần là do nhóm chứng khoán nó cũng đang ấm mở trở lại. Uh, chính vậy nên là FBS nó cũng phải uh, nó cũng phải đánh đánh theo cả dòng thôi. Còn mục tiêu thì chúng ta vẫn là ngắm ở vùng cản 8 đến khoảng vùng 8.5 ở VX sau chia VX nó vừa mới chia nó vừa mới phát hành xong nên là cái đây các anh chị mỗi lần mà cổ phiếu chia xong á, thì chúng ta phải dọn chạc và cái khúc từ đây về trước này chưa dọn được lúc chiều bận quá mới dọn được khúc sau này thôi thì khúc sau này thì chúng ta bây giờ sau khi chia thì chúng ta sẽ nói đến ở vùng 8.3 8.5 là vùng một kỹ thuật cực kỳ quan trọng để VX tiếp tục đánh khả năng theo quan điểm kỹ thuật cùng thì nhịp này VX sẽ tiếp tục đánh nó sẽ tiếp tục tích lũy ở quanh vùng này thành công và Uh, cái target kỹ thuật có thể ngắm lên cản ở khoảng quanh vùng 11 thậm chí là nhịp này có thể đánh đến khoảng quanh vùng 13 ba uh, Tuy nhiên là vùng 11 thì chúng ta sẽ ngắm trước ngắm trước ở vùng này đó thì cái tín hiệu của vế hiện tại vẫn đang khá là ok thì chúng ta sẽ uh, quan sát thêm những cái động thái mà nó tích lũy ở chỉnh cung chỉnh nền ở đây tuần tới thì khả năng nó sẽ va vào cản 9.3 9.5 và đây là một cái vùng cản tương đối tâm lý tương đối là, là là mạnh nên là nó cũng không dễ dàng để vượt qua đâu nó cũng sẽ mất một thời gian một vài phiên để đánh giá AGR thì vẫn tiếp tục chờ đợi thôi. Mục tiêu thì chúng ta vẫn đang ngắm về vùng 13.6 đến khoảng vùng 14. Đấy là vùng chỉnh cung, à, vùng kháng cự kỹ thuật của cổ phiếu V AGR thì các anh chị có thể canh chốt bớt. À, Hùng cũng có để ý một cái nhịp này là cái con AGR này nó đánh rất hay này. Tức là nó đang tích lũy tương đối bền, nó đang tích lũy tương đối bền ở dưới vùng 13.6 thì khả năng là nó tích lũy uh, để nó lấy đà xong đó thì nó sẽ đánh một hai cây nó thốc, đánh thốc đi luôn đấy cũng là một cái kịch bản nên là chúng ta cũng lưu ý ở đây tức là hiện tại thì nó cũng đang đó nó đang hình thành một cái 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 nền tảng tích lũy khá là tốt ở đây thì chúng ta chúng ta chờ đợi thêm thôi còn các cái vùng mua thì gần như lên đến trên này thì gần như cũng không còn những cái vùng mua đẹp nữa rồi các anh chị không còn vùng mua đẹp nữa có chăng chỉ là những cái điểm mà chúng ta canh thì chúng ta chốt rồi vơ bèo vừa tép một tí tẹo trên này thôi chứ còn trên này thì gần như cũng không khuyến nghị mua nữa bởi vì cổ phiếu nó chỉ có cái vùng mua ở một cái thời gian nào đó thôi Chứ còn khi mà đã chạy rồi thì chúng ta chủ đạo chúng ta phân tích về ghét thôi APS thì tín hiệu đau tuần vẫn tương đối là đẹp Đấy nó vẫn tiếp, tiếp tục tích lũy ở quanh vùng 15 Cản ở đây 16 và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 13, 6, 14 vẫn tiếp tục giữ vững à, à, VDS à VDS Uh, VDS khá là ổn đó. Thì sau một cái giai đoạn là VDS tích lũy ở vùng 10 đến vùng 10.2 này, đoạn này khuyến nghị mua này, thì nó đẩy lên được vùng 12 và tiếp tục gì tích lũy ở vùng 11.3, vùng 11.5 thì mục tiêu ở uh, mục tiêu chúng ta vẫn hướng cản ở đây thôi, uh, vẫn hướng cản 12 đến khoảng vùng 13.3 đó là vùng giá mục tiêu uh, lên được đến đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt lãi. ORS hiện tại thì đánh vẫn đang khá là tốt tuần này thì nó công cản 13.8 lên 14 nhưng công không thành và hai cái nến này chính là hai cái nến mà nó gì nó có xu hướng quay trở lại test lại cung như vậy thì uh, test nhẹ nhàng lại ở khoảng quanh vùng 13.132 rồi chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng cái lực cầu nói chung tuần tới thì uh, đây này cái vùng nho nhỏ, nhỏ này, này đấy chính là cái điểm cái điểm mút sâu nhất đấy là chúng ta sẽ lấy ở khoảng vùng đấy 13.2 chính xác luôn là vùng 13.2 đó <laughs> Ok, như vậy là cổ phiếu tuần thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và với những mã cổ phiếu các anh chị quan tâm thì chúng ta có thể phân tích uh, có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin tuần. Thì hôm nay sẽ dành thời gian để trả lời uh, tất cả các cái câu hỏi của các anh chị và phần tiếp theo, chính là phần thứ hai thì chúng ta sẽ review lại uh, bản tin tuần vừa qua, tức là bản tin tuần video số 178. Nhưng mạng hơi chậm. Đến lúc tìm nó cách đây 5 ngày. Thì ngoài cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích cực kỳ chi tiết của các nhóm ngành và sẽ có những cái tổng hợp hàng ngày. Khi mà kết thúc một phiên giao dịch thì chúng ta cũng sẽ có những cái phân tích rất là cụ thể của bộ ba tham số chung của thị trường, chỉ số VN-Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Thì chúng ta quay lại, trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến chỉ số VN30 thì VN30 là sẽ dự kéo lên khoảng quanh vùng 1075 và sau đó nó sẽ tiếp tục lấp lại gáp ở vùng 1061 và sâu hơn sẽ là vùng 1055 đến vùng 1057 thì chúng ta sẽ nhìn lại trên chặt kỹ thuật tuần ở đây thì các anh chị nhìn thấy là cái điểm cao nhất của uh, chỉ số VN30 nó kéo lên được mắc ở quanh vùng 1076 cộng và kể từ đây thì chỉ số VN30 <laughs> chỉ số VN30 nó bắt đầu diện nó bắt đầu nó rơi đó rồi thì cái điểm test kỹ thuật cái điểm vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần của đối với chỉ số vn30 mình có phân tích ở đây đó là vùng 1061 đây các anh chị thì đến phiên giao dịch của ngày 25 là chỉ số này bị rơi ra khỏi vùng 1061 tất nhiên sau đó nó lấy lại nhưng mà cái điểm test sâu hơn đó là vùng 1058 và hiện tại thì vùng hỗ trợ hai trên hỗ trợ kỹ thuật tuần của chỉ số vn30 thì chúng ta thấy rằng đó là vùng 1055 1056 thì hiện tại nó chưa về đến với tín hiệu hiện tại của 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 cái chỉ số VN30 thì hiện tại thì Hùng nhìn thấy rằng là cái động lực mà để mà tăng trưởng trong ngắn hạn là chưa có bởi vì cái vùng cảm kỹ thuật ở đây nếu như nó kéo nó kéo lên thì các anh chị lưu ý này trong trường hợp nếu như mà kéo lên thì cái vùng 1070 đến khoảng vùng 1072 ở đây sẽ là cái vùng gì ạ ờ, sẽ là cái vùng kháng cự kỹ thuật của chỉ số VN30 và sau đó xu hướng thì nó sẽ quay trở lại test thôi và ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy là cái khả năng mà uh, vn30 nó sẽ quay lại về vùng 1058 và sâu hơn sẽ là vùng 1055 vùng vùng 1056 sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta cần phải tính toán ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo còn cái vùng 1048 đến vùng 1050 này thì cũng chưa tính trong trường hợp nếu nó bị vỡ vùng 1055 thì khi đó chúng ta mới tính toán đến cái hỗ trợ tiếp theo rồi đối với chỉ số phái sinh thì cũng dự kéo là nó sẽ kéo lên ở khoảng quanh vùng 1067 đến vùng 1070 và sau đó sẽ tiếp tục lấp cáp ở vùng 1057.5 và sâu hơn sẽ là vùng 1053 đến vùng 1055 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần thì cái điểm này thì chúng ta tạm gọi là hỗ trợ kỹ thuật một điểm này sẽ là hỗ trợ kỹ thuật 2 chúng ta sẽ hiểu nôm na là như vậy và cái xu hướng của thị trường cũng như xu hướng của cổ phiếu khi mà của nó nó phá cái vùng hỗ trợ một thì nó sẽ về vùng hỗ trợ 2 chắc chắn là như vậy và chúng ta không thể nào mà chúng ta cưỡng bức hay không thể nào mà chúng ta giữ nó lại được và nó sẽ vận động luôn luôn như vậy và thị trường nó sẽ luôn luôn đúng đó là chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải nương theo xu hướng chứ chúng ta không có một cách nào khác còn nếu như chúng ta mà chống lại xu hướng tức là không khác gì ông Don Quixote ông cưỡi con ngựa xong ông lên ông lấy cái khiên ông đánh với cối xây gió là chỉ có quang tèo thôi đó thì ở đây các anh chị nhìn thấy đây, thứ nhất đó là gì? Vùng kháng cự kỹ thuật của chỉ số phái sinh ở trong tuần có dự báo ở khoảng quanh vùng 1067 đến khoảng vùng 1070. Thì các anh chị nhìn thấy đây, đây này, vùng 1070, đây là cái vùng 1067 đến khoảng vùng 1072 à? À, 1067, đây là viết short mất số 1. Đó, thì vùng 1067 đến vùng 1070 là nó kéo được lên trong phiên giao dịch của ngày 23. Đây các anh chị, ngày 23, và khi kéo xong ở đây thì đây nó có tín hiệu đảo pha nhưng tín hiệu đảo đấy bất thành thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên gọi là hỗ trợ kỹ thuật 1 ở vùng 107 uh, 1057.5 thì đây là một điểm test 1057.5 đây là một điểm và đến phiên giao dịch của ngày 25 uh, đến phiên giao dịch ngày 25 thì nó mới bị mất cái điểm 107 1057.5 và khi cái điểm này nó bị mất thì nó sẽ đi về điểm thứ hai đó là một 1053 đến 1055 thì các anh chị nhìn thấy là đây là trong phiên giao dịch ngày 25 thì 1053 1053 ở đây và nó bắt đầu diện nó bắt đầu hồi long thì với cái tín hiệu kỹ thuật của phái sinh như hiện tại thì Hùng sẽ kỳ vọng là gì bởi vì là hiện tại thì cái chỉ số Dow Jones nó đang nó đang hơi cù nhầy đang hơi xấu chính vậy nên là phái sinh nó nó không thủng anh chị nhá, nó không thủng cái vùng 1053 1055, đấy là một cái hạnh phúc cực kỳ lớn. Và chỉ mong là khi nó chạm 10553 thì nó lại hồi lên khoảng quanh vùng 1062 hoặc 1060 rồi nó lại đạp lại về vùng 1053 1055 rồi nó lại hồi lên, tức là trong cái giai đoạn thị trường chứng khoán thế giới nó đang xấu thì chúng ta kỳ vọng là gì? Phái sinh của chúng ta sẽ đi sideways và nó giữ nhịp cho thị trường cơ sở. Bởi vì khi ông phái sinh mà ông đạp sọt á thì cơ sở nó bung bét hết ngay lập tức cho nên là chỉ mong là ông phái sinh ông đi sideways như vậy cho tôi thì như vậy là thị trường cơ sở chúng ta sẽ có nhiều cái hướng và thậm chí là trong tuần vừa qua rất rất nhiều mã cổ phiếu tăng đẹp những cái nhóm ngành tăng đẹp đó bởi vì lý do là là, là làm sao tức là chỉ số thì có chỉ giảm nhưng rất may ông em phái sinh là ông ấy đang giữ tốt và đặc biệt là ông giữ được trên cái vùng 1050 cộng ở đây này đó thì tuần tới thì khả năng là có có vi phạm có quá lắm thì ông ông ông, ông, ông táng về khoảng quanh vùng 1050 này thôi và ông cố gắng ông ông long lên chứ còn nếu như mà phá sinh mà để vỡ vùng 1050 là khổ các anh chị nha là khổ đấy là anh em mình khổ đấy khổ cực khổ luôn mong là mong là không không kịch bản này không xảy ra còn đối với chỉ số vn index đây đối với chỉ số vn index chúng đã phân tích rồi dự kéo lên khoảng quanh vùng 1070 đến 1072 sau đó thì nó sẽ quay lại lớp cáp ở quanh 1063 và sâu hơn sẽ là vùng 1058 đến 1060 thì chúng ta sẽ nhìn lại toàn bộ cái 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 ý đồ của chỉ số VN index đây thì như vậy là index cũng kéo lên được ở 1070 và nó mắc được ở 1074 và sau đó thì bắt đầu nó quay trở lại nó test cung và vùng test cung kỹ thuật đầu tiên nó sẽ là vùng 1063 thì các anh chị nhìn thấy đây chạm 1063 bật này chạm 1063 bật chạm 1063 bật và chỉ đến cái phiên giao dịch ngoài 25 thì nó bị mất vùng 1063 và khi vùng 103 bị mất thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 1058 đến vùng 1060. Và các anh chị nhìn thấy ở đây đúng không ạ? Đấy 1058 1060. Và cái bản tin này đã được đánh ở đây là 5 ngày. Và hôm nay là chúng ta view lại những cái gì chúng ta đã nói ở 5 ngày về trước đó các anh chị. À, có đúng có sai. À, nhưng khi mà chúng ta phân tích à, khi mà chúng ta phân tích, chúng ta dự báo thì chúng ta cũng nắm được à như vậy nếu ông có chỉnh thì ông chỉnh về 1063. Đó. còn 1063 mà vỡ thì thì à như vậy thì ông sẽ đi về 1058 1060 và ít nhất là về đến đây thì hỗ trợ thì thôi từ từ đừng có bán. Đấy thì về đến đây nó lại long long lên vùng 1065 1067. Thì với cái cái tinh thần như vậy á thì khả năng là với index như vậy thì hiện tại thì cũng không nhìn thấy những cái động lực mà index có thể tăng mạnh được và cái xu hướng kỹ thuật thì khả năng index sẽ tiếp tục quay lại vùng 1058 106, 1060. Đó và kỳ vọng nhé, kỳ vọng là đừng có đừng có thủng 1058. Chứ còn nếu mà thủng 1058 thì xấu. Đó, cái vùng 1058 này nó trong bản tin tuần trước ấy thì cũng có đề cập đến một cái câu chuyện đó là gì, vùng 1058 sẽ trở thành cái vùng tùy bật để mà xác nhận xác định cái xu hướng. Có nghĩa là gì? Chừng nào mà còn 1058 mà thì anh em mình còn vui vẻ, còn mất 1058 là anh em mình buồn lắm. Đó còn trong trường hợp mà nó bị phá vỡ vùng 1058 thì chúng ta sẽ phải tính toán là vùng 1052, 1053 và 1055 các anh chị nhá. ở đối với chỉ số vn index và mong là nó không vỡ cái vùng này, đó là kỳ vọng. còn đối với chúng ta có thể nhìn lại trên index ngày một tí thì chúng ta nhìn thấy đây hiện tại thì index ngày của chúng ta cũng đang đi khá là dám rối, nói chung là nó gặp cái vùng cản 1075 này, nó không thể bứt thoát được trong hai tuần vừa qua trong hai tuần vừa qua nó không bứt thoát được và nó bắt đầu nó đi đi sideways đi lằng tà lằng ngoằng thì ở đây các anh chị nhìn lại ở đây nhé nhìn lại ở đây này để chúng ta nắm được này tức là sau nó đi hoàn tà lằng ngoằng đấy thì nó xuất hiện là nó cũng có những cây nến gì ạ rút chân lên rồi có những cây nến búa rồi có những cây nến test lại nhưng uh, sau đó thì nó bị mất cái vùng đệm kỹ thuật ở 1058 này này các anh chị nhìn thấy là điểm này đúng không ạ và sau cái điểm nó bị mất ở vùng 1058 thì không vui tí nào cả không vui tí nào cả và index nó đạp về khoảng quanh vùng 1025 Thì khi đó nó mới bật lên được cho nên cái nhịp này nó cũng như vậy cái Nhịp này như vậy Vậy nên thì ông lên sẽ có cái khuyến cáo ở đây là gì Trong trường hợp nếu như 1058 mà giữ vững đó, Thì chúng ta vẫn cứ cười cứ nói bình thường đúng không Vẫn tiếp tục giữ cổ phiếu Tuy nhiên khi vùng 1058 bị phá vỡ Thì đấy là cái tín hiệu đầu tiên Mà các cái tài khoản đang full margin thì chúng ta nên hạ bớt tỷ trọng margin đấy là cái lưu ý thứ nhất cái lưu ý thứ hai đó là những cái tài khoản mà đang có lãi những cái vị thế đang có lãi thì các anh chị chốt bớt đi tùy các anh chị chốt 30 50 phần trăm ông nào mà nhát gan thì chốt đi trăm phần trăm nhưng mà theo hùng thì, thì, chốt đi khoảng tầm 30 50 phần trăm là được rồi thì chúng ta đã có 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 30 đến 50 phần trăm dòng tiền rồi thì khi mà index nó chỉnh nó tích lũy dạo nền thì chúng ta có tiền đúng không Ví dụ chúng ta có 100 triệu thì chúng ta chốt đi chúng ta có 50 triệu tiền mặt và 50 triệu tiền trong cổ phiếu như vậy khi thị trường nó chỉnh cung nó biết đâu được nó chỉnh cung về sâu đúng không ạ và khi đó thì cổ phiếu nó set up một cái mặt bằng giá mới thì chúng ta có 50 triệu tiền mặt để chúng ta mua lại cái cổ phiếu chúng ta chốt đó để chúng ta tối ưu được cái giá vốn và chúng ta có cái dòng tiền để mà luân chuyển đúng không ạ còn ví dụ như trường hợp như chúng ta cứ cam 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 lên đến trên kia đang full bốn mặc gì rồi xong đấy nó đạp cho mấy nhịp thì coi như là công ty chứng khoán nó gọi côn mặc zin phát nó coi như nó đạp nó bán hết cổ phiếu mình thế có phải là mình 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 chết oan không đó nên là cái quản trị rủi ro nó rất là quan trọng anh chị quản trị rủi ro nó rất là quan trọng đấy đấy là một cái chìa khóa để mà chúng ta có thể thành công chúng ta có thể đi bền đi vững ở trên thị trường thì trên đây thì cũng có chia sẻ một vài cái góc nhìn về thị trường và có một vài cái ý như vậy nếu mà chúng ta cảm thấy là ok chúng ta cảm thấy hay thì chúng ta tham khảo thêm trong cái quyết định đầu tư trong cái tuần giao dịch tiếp theo và một lần nữa thì hùng cũng trân trọng kính mời cộng đồng anh chị em nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc Đó, chúng ta đã đồng hành cùng với team cùng lên tại công ty uh, tại uh, tại cộng đồng chứng khoán chiến binh nên từng con sóng thì chúng ta cũng sẽ chuyển về uh, công ty chứng khoán uh, công ty cổ phần chứng khoán vbs để chúng ta nhận thêm được những cái ưu đãi với những cái tài khoản mở mới về phí giao dịch cũng như là chúng ta sẽ uh, có thêm những cái trao đổi phân tích 1:1 rồi những cái trao đổi phân tích trên nhóm những cái trao đổi phân tích trực tuyến Uh, chính những cái điều đó sẽ giúp cho tất cả anh chị em và nhà đầu tư chúng ta sẽ có một cái uh, trạng thái giao dịch hoàn toàn chủ động uh, trong mọi cái tình huống của thị trường. Uh, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em uh, nhà đầu tư trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.